Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, dẫn đến khó khăn chung cho nền kinh tế. Bên cạnh tiếp tục thực hiện các công tác phòng chống dịch, Petro Việt Nam PVN tích cực đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định, phát triển trong hầu hết các mặt hoạt động. Ngay từ những tháng đầu năm 2021, PVN đã triển khai hàng loạt các biện pháp để ứng phó với đại dịch. Công tác dự báo, quản trị biến động, linh hoạt trong điều hành, kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo chiều dọc và chiều ngang được đẩy mạnh tối đa giúp ứng phó kịp thời với những khó khăn, giữ vững và duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng khai thác dầu thô đạt 8,2 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch, tổng doanh thu đạt gần 438.000 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch, nộp ngân sách đạt 65,9 nghìn tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm 2021 và vượt 17% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn gặp khó khăn, thua lỗ, những đóng góp quan trọng của Petro Việt Nam thể hiện nỗ lực rất lớn của tập thể người lao động ngành dầu khí. Năm nay cũng là năm đặc biệt khó khăn. Đấy, tiếp tục cái năm 2020 là chúng ta có cái khủng hoảng kép, cái khủng hoảng về giá dầu và khủng hoảng về Covid. Và trong cái bối cảnh đó thì toàn ngành dầu khí cũng rất là khó khăn trong cái việc triển khai thực hiện cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thì ngay từ đầu chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng các cái kế hoạch rất là cụ thể chi tiết cũng như là các cái chương trình hoạt động nâng cao các cái giải pháp về quản trị, để nâng cao hiệu quả và có những các cái phương án ứng phó đồng hành cùng với các cái giải pháp đó. Thì giá dầu cũng tương đối là ấm lên trong những tháng cuối năm thì cũng giúp cho chúng tôi là có được cái gia tăng về khối lượng kế hoạch cũng như là cái nguồn thu. 9 tháng đầu năm 2021, công tác quản trị điều hành của PVN được triển khai sát với diễn biến thực tế, kịp thời thích ứng với những biến động của thị trường, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn, bảo đảm tối ưu công tác quản lý dòng tiền tại các đơn vị và cũng không làm gián đoạn chuỗi sản xuất và cung ứng, kiểm soát và linh hoạt trong công tác tồn trữ các sản phẩm. Công tác quản trị đầu tư của PVN cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành đưa mỏ Sư Tử Trắng pha 2 vào khai thác theo đúng kế hoạch. Các dự án phát triển mỏ như BK18A, BK19 đã và đang được triển khai tích cực theo tiến độ đề ra. Hàng năm, PVGas cung cấp cho thị trường trong nước từ 9 cho đến 10 tỷ mét khối khí khô, khoảng 1,6 triệu tấn LPG và 60.000 tấn condensat là nguyên liệu đầu vào để sản xuất gần 20% sản lượng điện quốc gia, 70% nhu cầu đạm và nguồn nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp trên toàn quốc. Hiện nay, PVGas đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, PVN còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu năm 2021, toàn tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất, vận hành, ba tại chỗ, có vùng đệm, vùng kết nối. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2021 của PVN đã đạt tới hơn 2.209 tỷ đồng, bằng 80,9% kế hoạch tiết giảm năm 2021. Vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã xác nhận Petro Việt Nam có mức xếp hạng tín nhiệm độc lập ở mức BB+, xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ mức BB với triển vọng tích cực. Xếp hạng nợ ưu tiên không có tài sản bảo đảm của Petro Việt Nam được đánh giá tại mức BB. Đây là năm thứ ba liên tiếp Fitch Ratings đánh giá xếp hạng tín nhiệm riêng của Petro Việt Nam ở mức BB+. Đánh giá tích cực này từ Fitch Ratings cho thấy sự ghi nhận những kết quả đạt được của Petro Việt Nam trong những năm qua. Cái hoạt động dầu khí trong suốt quá trình đến bây giờ, những người dầu khí, lao động dầu khí rất tự hào là có lẽ là trong các tập đoàn kinh tế của đất nước mà giữ cái vị trí hạt nhân cho một ngành công nghiệp thì có tập đoàn dầu khí. Những người lao động dầu khí đã miệt mài xây dựng được cái ngành công nghiệp dầu khí mạnh ở Việt Nam, hoàn chỉnh, đồng bộ trong tất cả các khâu chuỗi lĩnh vực cũng như đóng góp cho mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Có thể khẳng định, với việc triển khai nhiều giải pháp linh hoạt ứng phó với các tác động bất lợi của dịch COVID-19 và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính quan trọng. Trong đó, nộp ngân sách đã vượt kế hoạch cả năm 2021, chỉ với hơn 2/3 chặng đường. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính cả năm 2021,
PVN tiếp tục thích ứng linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh COVID-19, từ đó có giải pháp khắc phục khó khăn, mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nắm bắt cơ hội phục hồi tăng trưởng.